chào quý anh chị và các bạn. Tôi tên là Đinh Văn Nghiêm. Tôi đang làm việc tại công ty OBS. Tôi đang phụ trách tại khu vực Ninh Bình. Hôm nay tôi có về một nô tôm thả farm nhà của tôi, nô tôm OBS. Vâng, như quý anh chị và các bạn thấy. Anh chị thấy tôm này về là rất là sung, đẹp. Tôm này về với là bốt 9, bốt 10. Đây quý anh chị và các bạn nhìn. Đấy, rất là đẹp. Tôm khi thả ra thì tả đều, tỏa đều và rất đẹp, sung khỏe. Với cái thời tiết nắng nóng như hiện nay thì khu vực Ninh Bình nhiệt độ với 34-35 độ. Thì tôi có che nhà màng. Ở đây là hiện tại che nơi lan với ao tôi dèo là diện tích 400m. Quá trình nắng nóng thế này thì khi tôm về thì quý anh chị và các bạn dèo là phải để tôm thuần nhiệt độ với khoảng 30 phút. Sau đó thì chúng ta mới có thể là thả tôm ra được. Bởi vì là khi nhiệt độ trong bọc và nhiệt độ ngoài môi trường chênh lệch nhau rất lớn, cho nên là chúng ta phải thuần tôm, nó phải đảm bảo. Theo tôi cùng đi thuần tôm. Để thuần tôm không bị sốc thì tôi có ngâm bọc tôm trong vòng khoảng 30 phút. Và trong quá trình lên nhiệt độ thì tôi có sử dụng các sản phẩm để thuần tôm như hơ cua, UKC, beta của canxi để thuần tôm sao cho không bị sốc, tôm ổn định. Và 2 lít canxi phốt để khi tôm ra ngoài môi trường mới thì nột sẽ nhanh cứng vỏ. Trên đây là quy trình thả tôm của tôi. Anh chị khu vực Ninh Bình cần thả giống cũng như là thuốc thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0971 337 532. Tôi rất vui lòng được phục vụ quý anh chị và các bạn. Xin cảm ơn và hẹn quý anh chị và các bạn trong video tiếp theo.